Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng trong chuyên án đánh bạc dưới hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Số tiền giao dịch trong một ngày lên đến gần 3 tỷ đồng. Rất nhiều người có máu đỏ đen nướng tiền vào những lần cược để nuôi mộng làm giàu. Tiếc là kẻ giàu lại chính là những người cầm đầu ổ bạc. Trước đó, Công an thành phố Đồng Hới huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét 5 địa điểm ghi số đề trên địa bàn, đồng thời triệu tập 32 đối tượng có liên quan về làm việc. Bước đầu, ngành chức năng xác định 3 đường dây do 3 đối tượng cầm đầu. Đường dây thứ nhất do Trần Tiến Thành, 27 tuổi, trú tại phường Bắc Lý cầm đầu với 17 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày là hơn 600 triệu đồng. Đường dây thứ hai do Hồ Quang Hoàng, trú tại phường Hải Thành cầm đầu với 9 thư ký đề. Chỉ riêng trong ngày 7 tháng 1, số tiền giao dịch là hơn 1 tỷ 900 triệu đồng. Và đường dây thứ ba là do Nguyễn Thị Ánh, 56 tuổi, trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, đứng ra tổ chức, dưới sự giúp sức của 5 đàn em. Số tiền giao dịch trong một ngày hơn 300 triệu đồng. Cận Tết, tình hình trộm cướp diễn biến phức tạp. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sự tranh mạnh của đạo chích là một phần, đôi khi cũng bởi sự chủ quan, ý y của gia chủ cũng góp phần tiếp tay. Như vụ việc mới đây tại tỉnh Bình Dương, mất đồ thì thương khổ chủ, nhưng xem lại camera mới thấy, vì một thói quen chẳng khác nào mở cửa rước trộm vào nhà. Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra truy xét vụ trộm cắp tài sản trên đường Đoàn Thị Kia, khu phố Đông Chiêu. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, một thanh niên đột nhập căn nhà 4 tầng từ cửa sổ trên tầng 2, sau đó xuống tầng trệt lục lọi rồi tiếp tục vào phòng ngủ tìm tài sản. Tên trộm lấy đi 10 triệu đồng, một xe máy, một điện thoại di động, nhiều nữ trang, tổng tài sản bị mất gần 100 triệu đồng. Chủ nhà cho hay, lúc khuya anh đứng trên lầu thấy tên trộm dừng xe trước nhà rồi quan sát. Nhưng khi anh vào phòng ngủ thì một lúc sau đối tượng đột nhập gây án.